Rồi, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với kênh của Minh Chiến Âm Thanh Bãi Bình Định, kênh chuyên những sản phẩm hàng tuyển chọn và những sản phẩm rất là độc đáo như là con này. Đây con này anh em biết không? Con này là con Headkick AR nha anh em. AR1515 là phiên bản nâng cấp của con AA1515. Con này thì công suất lớn hơn, chạy tăng phô lớn hơn và tất cả linh kiện rất là đẹp. Thì mai em sẽ có video sáng mai. Sáng mai là sáng ngày 11 tháng 9 nha. Em sẽ có video mà mở cho anh em xem luôn con này. Con này size nó to đó nha anh em, hàng Mỹ nha. Công suất là 260W, đánh hai cầu loa AB A cộng B. Tất cả chức năng anh em trong này nha. Đây, chỉnh bass, chép vân vân, rất là nhiều chức năng trong này. Và khi mình không chỉnh ok rồi mình ập lại nha. Đây là rất là đẹp. Lên đèn cho nó nha. Đây, có hai đồng hồ vô, rất là đẹp. Rồi thì em sẽ giới thiệu cho con này cho anh em xem. Thì đây là hàng Mỹ nồi, nó chạy sò Motorola, nó size to như 90 dB. Thì anh em nghe nhạc vàng hoặc là kê với băng cối rất là đẹp nha, kê một cái băng cối đi cực kỳ đẹp luôn và rất là cổ điển. Thì con này bên em bán giá là 14 triệu 500 nha. AR1515 là phiên bản nâng cấp của con AA nha anh em. Ruột gan nó gấu hơn cái con AA rất là nhiều. Rồi anh em để theo dõi những sản phẩm là thì anh em đăng ký kênh. Ngày mai em sẽ up video mà chi tiết ruột gan con này cho anh em xem, vì con này rất là hiếm nha, hàng hiếm, hàng rất độc, giá 14 triệu 500. Thì anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ nha. Và giờ sau đây em sẽ test cho anh em nghe một ca khúc đánh rất là hay, tiếng rất là mộc và tuyệt vời. Với tầm tiền em nghe nhạc vàng rất là hay nha. Sò Motorola cho ra chất tiếng rất là mềm mại. Hãy subscribe.
Rồi thì anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ cho em. Con này là HeadGeek AR1515, công suất 260 W, size rất là lớn nha. Linh kiện Mỹ rất là đẹp. Con này cực rất là đẹp nha. Ruột mai là em sẽ quay chi tiết thì anh em để xem được những video mà bên em luôn đăng tải hàng ngày thì anh em ấn vào nút đăng ký nha. Thì luôn luôn được cập nhật những video bên em bổ ích thì các bác sẽ được mua được những sản phẩm mà bác cần tìm. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp. Cảm ơn rất là nhiều.